Thưa các bộ các mế, thưa các nguồn máng, đời dư vương cố phát triển tàn tiêu chỉ huyến nông thôn mới, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò chủ thế của một miếng, cùng đúng dân cư lòng phát triển kinh tế xã hội. Quyền Mường Lương Trơn tiếp tục là mô hình quân mâu, khu dân cư cầu mâu, bớ lũa lá đền khước làn tòa ở đứa quần mướng, ghi nhấn bớ phẳng chứ không. Lúa nhà ông Bạch Mai Linh ở thôn Chẩu Há, Cha Thanh Cao, quần Mường Lương Trơn, cỏ khu quấn rộng hơn 3.000 khẩu là mét vuông, chủ yếu là chan hương chi bớ năm hàng nghìn. Mô hình hàng năm đều cho thu nhập hàng chục đến hàng trăm lưu đúng. Khi ảnh quần mướng lựa chọn là mô hình quân mâu, lúa nhà ông Linh cố gắng quy hoạch quấn cho đã quang, đảm bảo vệ trình một lưỡng. Vì đã có kinh nghiệm là cơ lô năm, đường điểm nổi bật lòng quy trình canh tác của ông Linh là áp dụng tiến bộ tán khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế chưa đúng phân bón thuốc hóa học, ưu tiên đúng phân hữu cơ, phân vi trình. Nhớ chăm ngỏ cẩn thận, đường năng suất, chán lưỡng cột lúa hàng năm, cột lúa nhà ông Linh luôn ản kết quả thôi. Cái xã đỏ giảm nghèo, cho nên đã quyết tâm như thế này rồi, thì phải gia đình này cũng phải quyết tâm duy trì con đường mà gây dụng cho con đứa con cái nó luôn tiếp các vườn khác nữa. Đấy. Thế cho nên là bữa nay đi thì mặc dù là thuế là cũng yếu hèn rồi, nhưng mà gia đình của là quyết tâm là trước hết là ản cho cái bản thân, tức là thực hiện ản cái xã đỏ giảm nghèo. Thanh Cao là quần mướng ản chuẩn nông thôn mới, cố ca ní đang cố gắng phấn đấu lá nông thôn mới nâng cao. Bởi khi lá chưa chính lá nông thôn mới, lá uốn kiểu mâu, một miếng đã thay đổi cánh nghi cánh lá, tập lùng đưa lá mô hình uốn trình thải, cánh quan chiêng quảng đẹp, bảo vệ mùi lướng. Ca ní, chiến máu nông thôn của cha có đủ thay đổi, một miếng tích cực tham gia đủm góp đưa lá nhà văn hỏa, cung láng, lá khả điến, lá khả hoa, cung lắp đáy camera giám sát. Đối với trên địa bàn xã cái này là đang có một thôn khu trường là thôn đạt kiểu màu thông minh, và ba thôn là thôn Bà Lam, thôn Quyền Trương và thôn Lai Chí là đạt, và thôn Khu Hà nữa là đạt dân kiểu màu là năm 2023. Đối với trên địa bàn là đang triển khai trong năm 24 là thôn Xuân Dương và thôn Quả Mu nữa đang triển khai là để vẽ đích với cái kiểu màu đa đẳng. Chẳng chỉ ở Cha Thanh Cao, lân quê mướng huyện Lương Trơn, phòng cháo lá khu dân cư cầu mâu, cuốn mâu, y làn tỏa khu rũng, ản một miếng tích cực hướng ứng. Điện may, thấy Long huyện đã lá ản 20 thảm khu dân cư cầu mâu, cũng 34 cuốn mâu, ản công nhận, ản chuẩn. Năm 2024, tán cha tiếp tục triển khai lá, phần đầu cuối năm ản ép nhất với hai khu dân cư nục thôn mới kiểu mâu, bà quân mâu. Đối chơi rưỡng cũng lan tỏa phòng cháo, quân Mường Lương Trơn đã phát huy vai trò của cố đúng dân cư lái chỉnh, đưa một miếng từ bàn bạc thống nhất, lựa chọn lĩnh vực phù hợp là địa miếng của cố đúng được phần đầu lâu thánh kiểu mâu. Thì đối với cái xây dựng nông thôn mới của huyện Lương Sơn thì cả ní mẩn việc xây dựng nông thôn mới, 15% tan xà đã ản nông thôn mới. Cả ní y đang tiếp tục triển khai đỡ lan nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu màu công cha màu. Bớ niệm lòng tan năng mình đi, tan tôi tiếp tục tuyên truyền hội viên của mòn mình, chung lòng đỡ la thần no. Xây dựng tan ản khả lòng thọt lòng xóm, lông hoa cơ cánh, tạo quan cánh môi lương, đỡ có khước, có thiên, công hiển đất tớ là ản khả. Công sức, tiền của hiến đất làm đường. Tán kết quả bởi việc là mô hình quân mâu, khu dân cư cấu mâu ở quân mướng, có phấn quan lõng đối quân mướng Lương Trơn là tán tiêu chỉ huyến nông thôn mới nâng cao, hướng điểm mục tiêu, lỡ thánh thí cha Lương Trơn, lòng thời gian đỉnh.